Kim liên tự. Kim là vàng, liên là sen, chữ tự là chùa. Chùa Kim Liên, cái này là bên Tịnh Độ Tông đó, Bắc Tông. Tôi là Thích Nữ Thi Nhẫn. Tôi về đây 2008 cho đến nay. Tại Quan Âm là tôi về đây là 2008, rồi tới năm 14 tôi mới đúc cái tượng Quan Âm đó. Là chiều cao từ cái bông sen lên là 9 mét. Quan Âm là cứu khổ, mình đặt ở ngoài cho bà con người ta đảnh lễ cho nó dễ. Chứ ngoài xe cộ chạy ngang đó, mình muốn đúc tượng Quan Âm ở ngoài, người ta nhìn thấy Quan Âm là ta niệm Quan Âm. Mục tiêu thì cai quản cứu hồn. Chứ con nít nào mà khó nuôi là bình thường lợi lại ổng, gửi ổng, ổng nuôi. Bình thường nít khóc là lợi lại ổng là hết rồi. Còn ông hộ pháp thì ổng ở trong chùa, ổng giữ chùa mà ổng giữ dâm luôn. Coi như dâm mà muốn vô chùa mà không có xin phép mình á, mình không cho vô á, thì dâm không có vô được đâu. Địa tạng thì cai quản về dưới địa ngục á. Ở phía sau tâu lưng với Phật đó là Tổ Huệ Diễn, là của bên Tịnh Độ. Còn ở phía đối diện đó là Tổ của Ly. Cái người Tổ Ly này là dì của Đức Phật đó. Nhờ Tổ Ly đó là cũng như xin Phật cho bên nữ xuất gia đó, thành ra mình thờ. Ở phía sau có hai cái hình hai sư cô đó, là một sư cô là trụ trì chùa ở đây, rồi một người già hơn nữa là chị của sư cô. Sư cô trụ trì ở đây hồi xưa là sư cô thứ 7, còn cái người già là chị thứ 2. Sư cô qua đời xong thì cái người chị xuất gia mới cũng như giữ chùa lại vậy đó, đặng coi chùa. Thành lập năm 1967 của ông Nguyễn Văn Cơ. Ông thương con gái, có một người con gái đi tu, thành ra đi tu rồi ông mới cất cái chùa cho con gái tu. Tủ kinh là ở đây mình cho hết, đi ăn tống á. Như hồi nãy thấy nhiều bên chỗ Quan Âm gỗ đấy cũng cho luôn, ai cần cứ lại xin. Chừng nào nếu mà mấy cái kinh nhỏ nhỏ đó nếu mà hết đó, thì cũng có một số Phật tử để tiền vô cái tủ ăn tống á, thì mình lấy cái tiền đó mình đi thỉnh mấy cái sạch nhỏ nhỏ về cho Phật tử coi.